Sắp đến Tết rồi, Tết chúng rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ tặng mái áo mới nhé, ai cũng vui mừng thế. Mùa xuân tai em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Kính thưa quý vị, nghe những tiếng hát ngân nga ở giữa trời châu Âu như thế này, chắc quý vị cũng chia sẻ cảm giác xúc động như tôi. Bởi những em nhỏ người Việt này đang học chính tiếng mẹ đẻ của mình. Những tiếng nói còn đôi chỗ sai ngữ pháp, còn hơi chút ngọng nghịu, nhưng đó là một nỗ lực rất lớn của cộng đồng người Việt tại đây nhằm bảo lưu văn hóa truyền thống của dân tộc mình, ngay bắt đầu từ tiếng nói quê hương. Được tổ chức vào thứ Bảy hàng tuần, lớp học đặc biệt này tại thành phố Munich gồm khoảng 20 học sinh, nhỏ nhất là 6 tuổi, lớn nhất đã đến 20. Tất cả các em đều bắt đầu bằng việc học đánh vần từng chữ cái. Vì hàng ngày tiếp xúc với tiếng nói và văn hóa Đức, việc học tiếng Việt quả thực là những thử thách không nhỏ. Mỗi em đến lớp là sự gửi gắm bao niềm hy vọng của bố mẹ muốn con cái mình có thể nói được tiếng nói cha ông. Cháu thấy học tiếng Việt rất là khó, nhưng mà cháu vẫn cần thích học tiếng Việt. Tiếng Việt nếu em lớn lên cũng giúp, tại vì em có nhiều tiếng và em sẽ về Việt Nam được, em thành cô giáo hay làm gì cũng được. Em nghĩ là em là người Việt Nam, tại vì thế nên em cũng phải biết cái chuyện, biết cái tiếng Việt Nam rồi em. Thì mai kia em cũng có được đẻ đứa con, em cũng dạy đứa con hết. Tiếp tục hành trình tìm hiểu ước mơ gìn giữ văn hóa Việt, chúng tôi được giới thiệu đến một căn nhà rất đặc biệt. Đây là nhà của cô Kim Lan, một căn nhà Việt Nam tại thành phố Munich. Đẹp quá. Mời lên. Dạ. Sao thầy sao? Thầy có giống Việt Nam không? Trong căn nhà này á, thì điểm đặc biệt nhất là bàn thờ gia tiên, và bàn thờ này được đặt giữa trung tâm của nhà, và điều này thì là một cái tấm điểm để tất cả mọi người trong gia đình cũng như bạn bè có thể tụ họp với nhau, và bên cạnh đó luôn luôn là có sự hiện diện của một cái gì đó gọi là hồn Việt Nam. Tiến sĩ triết học Thái Kim Lan, một người con của cố đô Huế, đã sống xa quê hương được hơn 40 năm. Ước mơ của bà giờ đây là truyền lại được những nét truyền thống của đất nước ngàn năm văn hiến tới thế hệ sau của mình. Người ở xa quê luôn luôn hướng về, nghĩ đến cái sâu nhất của cái bản chất của con người của mình. Thì khi mà nghĩ đến bản chất của con người của mình thì không thể nào bỏ qua cái chữ quê hương hết cả. Cái ước mơ mà truyền lại á, chuyển lại cho người đời sau, cũng giống như là một sự níu lại, một sự còn lại của mình ở dù ở đâu. Sự cố gắng của hàng triệu người Việt ở khắp mọi nơi trên thế giới nhằm bảo lưu những giá trị tốt đẹp của văn hóa và truyền thống dân tộc đã làm sức sống Việt ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn. Chính sức sống ấy đã làm mạch nguồn để nâng cánh những ước mơ văn hóa Việt bay cao, bay xa hơn tới bạn bè quốc tế. Trong những năm qua, báo chí Đức đã có nhiều bài báo về công dân tiêu biểu Berlin năm 2010, chị Trần Phương Hoa. Chị hiện tại là giảng viên trường nhạc Shostakovich, dạy đàn bầu, đàn thập lục, đàn trưng cho những trẻ em Việt Nam, để các em gắn bó hơn với văn hóa truyền thống quê hương. Cha tôi đã có ước nguyện từ khi mà tôi chưa ra đời, và cha tôi thường nói mẹ tôi là khi nào mà sinh được một cô con gái đầu lòng, dứt khoát là học đàn dân tộc và dứt khoát là bắt đầu từ cây đàn tranh. Tôi nghĩ rằng là cái công việc tôi đang làm, tức là đã thực hiện cái ước mơ của bố tôi. Chính tài nghệ và lòng say mê âm nhạc của chị Hoa đã khơi dậy sự hứng thú, đam mê chơi đàn dân tộc trong thế hệ trẻ,
trong đó có nhiều em sinh ra tại Đức. Âm nhạc đã giúp tâm hồn các em gần gũi hơn với cội nguồn dân tộc, gắn bó hơn với gia đình, quê hương, đất nước. Nhiều người đã gọi chị là người phụ nữ gìn giữ hồn Việt ở thủ đô Berlin. Tôi cứ như là cái cô giáo mà đi lên vùng cao ấy, ở cái vùng đất thì người ta không biết gì cả, gần như là không biết gì về cái nền âm nhạc của Việt Nam. Và tôi cứ từng chút một, tôi cứ làm thế nào đó để cho người ta hiểu, người ta yêu thích. Tôi đã đi đầu để như người gieo hạt, thì tôi rất muốn là có một cái lượng nào đó về sau này thì họ sẽ tiếp tục cái đó để phát triển.